cháy. Tại đấy, nó đấy. Ôi cháy, cái phải đấy. Đây vẫn cả chữ rồi à? Dạ không, à, nó đọc cho mình mà. Nhưng mà để cho quay đoạn là đi. Ôi cháy giờ anh Ngọc rồi. Trên đây đi. Ngọc qua rồi à? Chưa. Phải đến cái ga già này mới đến. Phố này là chuyên sản xuất đồ đồng đồ thờ đấy bác nhỉ? Đấy đấy, nó đấy. Đồ đồng Yên Nam Định. Hôm mới đúc chuông ở cái họ Đoàn ở Hải Dương, hôm mấy ông ở Yên Nam Định này phải đúc. Đấy. Đúc chuông nó còn cho cả vàng mà coi. Cho vàng nó mới kêu. Vâng. Ngân rồi cho vàng. Sông qua nhà đó chưa? Vừa, đây đây à, vừa lúc nãy không gọi nó có về, anh nó có xin không? Mình có về vào nhà ai nữa không ạ? Thôi không. Đây hả? Mở đây. Đâu, tí nữa à, cái anh núp sáng đưa đường thì, đây cầu toàn bằng đá nhỉ? Đường 57A bác nhỉ? 57A trấn Lâm Yên Nam Định. Trấn Lâm Yên. Thế bác còn lôi bảo cái đường 12 đường nào nhỉ? 12 cái đường mình đi qua rồi đấy. À đường đấy là đường vừa đấy đi bé bé đấy. Ừ, đấy cái đường từ ở nhà tao ra mà rẽ ra là ra cái đường 12 đấy. Vâng. Đường ấy nó gọi là đường 12. Đường phố bên mới đấy. Ừ. Đường bên mới đấy. Đây là dọc bên sông. Đấy là cột của cái đường 12 có mẫu á. Quên, nãy mình trêu chúng mình này. Đã sạch cơm cho đi lấy thăng bữa nào chưa? Nên nó là cho con bò mà. Nó còn cho là con bò đấy. Người nhà hay gì nào? Ừ, nhà nó. Nó cho từ tài trợ cho thương binh. À. Nó hai bò to, hai bò con. Nó bảo bây giờ bò không được giá nhỉ? 24 xã bảo mỗi xã một con bò thì nhà mình được. Mấy cái chú nhà mình được. Nhà mình được con bò. Đồng hết rồi coi nhỉ. Ừ. Trấn này nó bé, trải dài thôi chứ nó không rộng. Bé. Vâng, trải dài hai bên. Đồng Mỹ Nghệ, đồng. Đi giữa đây. Tinh xảo lắm. Nhìn đường led đồng chuông đó. Vâng. Còn công ty đúc thắng lợi. Và ao. Thank you.
thẳng đây là đi đâu ạ? Đi bên trái này, bên trái là Nam Định. Trái Nam Định. Đi thẳng ra thành phố. Phải là ra Linh Bình. Vâng, đi phải. Cái chỗ này nó giáp danh mà. Đây, ngã ba Cát Đằng này. Ngã ba Cát Đằng FPT đây. Ngã ba Cát Đằng. Bên này thì chuyên làm tượng. Phải ra Nam Định, người Nam Định mấy chục cây nữa. Đây, ở đây là chuyên đồ thờ. Đồ thờ tượng. Gỗ mít mít là sập vụ. Chùa là cái này nhìn mới, xây mới. Chùa nó lâu năm.
đại thụ mà. Hoặc là nó phá đi cháy lại.
những bọn miền Nam nó chạy suốt đêm. Vâng.